quý thầy an toàn cùng quý Phật tử đồng an toàn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tối nay thứ bảy ngày 2 tháng 12 năm 2023, đầy đủ duyên lành Phật tử hiền ngư tỉnh thức, chúng con được cung thỉnh tăng đoàn Thiền viện Trúc Lâm Đài Đăng về tỉnh thất để hướng dẫn chương trình tu học Thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm. Chúng con xin giới thiệu Phó Viện trưởng Hồi Thiền Vị học Việt Nam Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng Thượng Tọa Thích Thông Giải. Xin quý Phật tử cúng dường thầy có tay ạ. Đồng đi theo với Thượng Tọa đó là thầy Thích Đăng Đại Dũng. Và kế bên đó là thầy Thích Đăng Đại Dũng. Con xin sám hối là từ nãy giờ thầy bắt đầu buổi lễ đó là thầy làm lễ và truyền giới cho chúng con ngay từ buổi đầu. Giờ đây thì con cũng xin mời chị Tâm Thiện lên tặng hoa cúng dường thầy Thông Giải. Để cửa sau. Kính mời quý Phật tử cúng dường dân hoa thầy. Và kế tiếp là con mời Quỳnh Minh Đức lên cúng dường tặng hoa cho thầy Đăng Đại Dũng. Xin mời chị Trang Nhã lên cái xin cúng dường hoa tặng cho thầy Đăng Đại Dũng. Mô Phật con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây con kính mời thầy Thích Thông Giải xin chúng con đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh xin thầy ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm bắt đầu một ngày tu học. Chúng con xin nguyện cố gắng vì nhớ ơn thì phải nhớ ơn, thì chúng con xin nguyện cố gắng tu tập một ngày một đêm thật là trọn vẹn, thật là tinh tấn, để đó là một món quà kính cúng dường chư Phật và cũng như là kính tri ân đến quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô thỉnh quý thầy về đây để
tu tập một ngày. Thì vừa qua chúng ta đã thọ bát quan trai xong, bây giờ đến cái phần học Phật pháp. Thì thưa tất cả đại chúng, ở người con Phật, khi mà chúng ta bước vào cái cửa học Phật thì chúng ta phải học và hiểu, rồi hành, rồi tu. Rồi tu xong rồi mới gì? Mới giải thoát ha. Thì trong đời tu của chúng ta, quý Phật tử đã học pháp nhiều vị giảng sư, nhiều vị mà cao tăng. Thì quý vị có giải thoát được phần nào chưa? Tại vì chúng ta tu là phải có cái nếm mùi giải thoát. Mà nếu mà mình chưa có nếm mùi giải thoát thì mình đang bị cột. Mà quý Phật tử biết mình bị cột cái gì? Bị cột cái gì? Cột cái ái. Cột cái ái, con nói cột cái ái. Có nhiều cái cột á. Sự thật thì sinh ra trên cái thế gian này, từ khi chúng ta ở phòng mẹ thì chúng ta đã bị cột rồi. Cột vào cái thân ngũ quẩn này, chúng ta giải thoát không nổi, phải không? Ai cũng yêu mến cái ngũ quẩn này. Chẳng những quý Phật tử mà cả quý thầy, nếu mà không có áp dụng triệt để để tìm ra cái manh mối nào bị cột vào cái thân ngũ quẩn này. Cho nên hồi nãy quý Phật tử tụng Bát Nhã Tâm Kinh á, ngũ quẩn á, ngũ quẩn dây không á, nếu mà mình tu hành mà mình bị cột cái sắc quẩn này, quý vị có ai có yêu mến cái thân này không, hay là coi thân này giống như cỏ ghét? Nếu mà coi cái thân này nó có ghét thì mình giải thoát được một phần sắc quẩn rồi đó, phải không? Còn nếu mà mình coi cái thân sắc quẩn này nó là thiệt, nó là của ta, là chúng ta bị cột rồi. Từ đó chúng ta mới yêu mến cái thân ngũ quẩn này, rồi nó cột chúng ta đi vào cái dòng luân hồi sinh tử, phải không? Nếu mà cái sắc quẩn này chúng ta không mến, không yêu thì chúng ta sẽ bị, chúng ta không bị cột. Còn nếu mà chúng ta bị cái thân này nó cho nó là mình rồi, cái ngủ cái sắc quẩn này nó cột mình từ thi cái lúc mà sao chào đời tới cái lúc mà nhắm mắt còn sống nhăn vậy, với hầu không biết mình mấy lúc mình chết mình có cái mồ đẹp không, hay là có cái mã nào xây dựng trước không? Có nhiều người đó, do cái sạch quẩn này chưa có giải thoát được, cho nên chưa chết là xây gì? Xây kim tỉnh rồi đó. Có một cái nóng xương mò xương thôi mà mình phải bảo thủ, mình phải cột nó, cột nó rồi bị nó cột, phải không? Nó cột rồi, cho nên rồi nhắm mắt rồi cái sát quẩn này nó tan rồi, nhưng mà mình còn ở đó tại mình quý cái sát quẩn này. Ê, quý vị thấy có những người khi mà cái sát quẩn này mất rồi thì họ chới nhớ, họ mất cái sát quẩn á, họ chới gói rồi họ tìm cái sát quẩn khác nữa để chi, để tiếp nối rồi cột vào cái sát quẩn đó. Cho nên quý vị thấy cái thân này Phật nói nó là gì, là tứ đại nó duyên hợp, bốn đại là chắc quý vị đã nghe thuộc hết rồi, đất nước gió lửa, mà nó cột chúng ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp đó, mà cột hoài rồi mà vậy mà chúng ta không có tháo gỡ nó nổi. Chừng nào mà chúng ta tháo gỡ chúng ta mới giải thoát, mà phải tìm cái cách nào giải thoát đây, cho đừng có dính mắc. Thì Phật nói cái thân này nó là gì? Nó là vô ngã. Thân này nó không phải của ta. Nếu mà của ta thì chắc chúng ta
không có chết, không có bệnh, không có già. Còn bây giờ chúng ta vào đây với chút xíu cái là chúng ta phải sao? Phải mượn ly nước vô, phải đi đi trả. Vậy là cái đó là cái của ta. Cho nên ai từ khi nhắm mắt, từ khi vào đời đến nhắm mắt rồi, chúng ta bị cột vào cái sắc quẩn này. Mà cái sắc quẩn này Phật nói nó là sao? Nó không phải là của ta. Cho nên ai cho cái sắc quẩn này là mình bị cột, bị trói. Bị cột, bị trói rồi. Chẳng những mà còn sống bị cột rồi nhắm mắt, rồi bị nó dẫn lên. Ở trong sử ghi có một vị thiền sư, ngài đi hành khước, ngài đi hành khước cái này gặp một cái miếu á, cái miếu thờ, để mấy cục gạch vậy thờ, rồi cái người ta cầu nguyện gì cái đến sinh nào cầu nguyện được cái gì được cái nấy. Cái ngày đi vô mà thấy sao mà cái miếu này mà bao nhiêu người đến xin xỏ cũng được nha. Cái ngày vô là thấy thợ gì, thợ có mấy miếng gạch à, mấy miếng ngói à. Cái ngày nói in từ đâu đến, ngày đập một cái cái gớt xuống, chào đảo mấy miếng gạch gớt xuống, rồi cái ngày đi ra. Nếu mà gặp chúng ta yếu bóng vía có dám vô đập không? Nói phạm thượng, bị bắt bẻ cổ bẻ chân, phải không? Nhưng mà các vị thiền sư ngài muốn phá gì? Phá cái chấp và phá cái sắc quẩn đó. Cho nên ngài đọc cái ngài đi, ngài đi ra cái chút cái gặp một vị thần đứng chặn ngài, hỏi ủa ông là ai vậy? Nói dạ con là vị thần ở trong cái miếu á, nhờ hòa thượng khai thị chỉ cho con nên con giải thoát, con bị cột nữa. Quý vị thấy vị thiền sư hay không? Đọc một cái trao đảo rồi cái là gớt mấy miếng gạch miếng ngói xuống cái cái ông giải thoát nè. Nhờ ngài thương con, ngài khai thị cho con. Cho nên cái vị đó đảnh lễ vị thiền sư, thiền sư cái là ngài vị đó biến mất. Tại vì sao? Tại vì vị đó chấp vào cái miếng gạch miếng ngói là mình, cho nên ổng ở đó hoài không đi giải thoát nổi. Cho nên rồi ổng bị cột, bị trói. Rồi mình cho cái sắc quẩn của mình ở đây á, rồi của mình á, rồi cái mình bị cột. Cho nên rồi chết rồi cái không có đi, không có đi mà đi thọ sanh, mà lại ôm chặt vào cái sắc thân của mình, rồi cho nó là mình là đi không được. Cho nên quý vị thấy chính là thầy có thấy có một vị đã mất ha, mất rồi cái đáng lẽ là giải thoát, có nghĩa là đi không bị cột vào cái sắc quẩn đó. Rồi cái sao, cái người ta đặt cái camera đó, cái gì đặt cái camera ở góc nhà vậy đó, rồi cái trong vòng 49 ngày thì tuần tháp thứ nhất thứ hai ta thấy cái bóng dáng của cái vị đó về, bóng dáng của vị đó về nhà. Quý vị thấy không? Do ôm chặt vào cái uẩn này, cái sắc uẩn này, rồi đi thọ sanh cũng được. Đó, cho nên quý vị thấy có những người mất rồi họ không muốn đi, tại vì còn tiếc cái sắc quẩn này, mà bỏ nó không đành, mà sống lại cũng được. Rồi cơ bản giảng nó sống trong cái ảo tưởng cho đó là cái của mình không à. Cho nên mình bị cột, bị trói vào cái sắc quẩn này. Đó, nội cái sắc quẩn này mà mình bị cột rồi mình bao nhiêu đời. Rồi thi ra đời xong rồi cái là bị vật chất nó cột.
Ở đây chắc ai cũng bị giật chắc cái cột, phải không? Ai ở đây không có ai bị cột, có đưa tay lên nè, chắc bị cột hết. À, giật chắc là những cái mà nó giúp cho mình sống qua cái đời sống hàng ngày. Rồi cái là mình sao? À, mình bị nó sao? Nó cột vô. Ví dụ mình ăn cái món nào mà mình thích rồi đó, ngày mai đó, mai mốt mình tìm nữa, phải không? Cho nên khi mà mình ăn cơm á, trong thiền viện phải quán thức ăn này là từ đâu đem đến, công của người nhiều ít, rồi xét lại mình cái công đức đủ và thiếu mà thọ thức ăn này. Rồi thức ăn này giống như là để thuốc trị bệnh. Thuốc trị bệnh chứ không phải ăn để gì, để cho nó mập có béo, mà thuốc trị bệnh. Ăn cơm, ăn thức ăn là thuốc để trị bệnh đó. Rồi sao nữa? Thức ăn này cốt dẹp gì? Dẹp tham sân si. Tại mình ăn thức ăn này để mình tu, để mình dẹp tham sân si đó. Rồi cái thứ năm là vì hành đạo, vì tu đạo đó, mình mới nhận thức ăn này. Quý vị thấy không? Thì mà mình bị biết tu à, mình quán chiếu thì tự nhiên mình bị cột. Còn không thì mình ăn cái là món này ngon ha, món kỳ dở, món nào ngon gấp hoài, món nào dở cái cội quyền, phải không? Cái món nào mà thích hợp của mình thì mình sao? Bị cột vô. Cho nên hàng ngày chúng ta bị vật chất nó buộc mình, nó cột mình. Rồi cột gì nữa? Đó là cột những cái ăn uống thôi nha. Rồi cột quần áo. Thay vì đó, mình mặc quần áo để che gì? Che thân này. Mình không biết mình muốn mua những loại gì, quần là áo lộ gì đó, để mà sao trang trí cho nó đẹp đẽ. Rồi bị cột vô. Mua hoài, nhiều khi mua cả tủ rồi không mặc nữa. Trời, đồ sale, nhiều khi mua đồ sale về chưa mặc nữa, cái rồi có sale nữa mua nữa. Cho nên nó sale nó nại riết, rồi lúc mình hết bớt, hết tiền luôn. Cho nên quý vị thấy không, hàng ngày chúng ta bị cột, bị ăn uống cột ha, rồi bị quần áo cột ha, rồi bị gì nữa, đủ thứ bị hết. Rồi bị xe cộ với cột ha. Hàng ngày chúng ta bị xe cộ, có xe này chạy được rồi không chịu, mỗi năm phải thay đổi kiểu xe, rồi cũng bị cột đó. Cho nên cuộc đời muốn giải thoát làm sao giải thoát đây? Giải thoát không nổi. Mà muốn giải thoát mình phải buông những cái đó là gì? Phật nói là cái vô thường, cái tạm dùng ha. Ví dụ như có món ăn nào mà mình thích nhưng mà qua khỏi cổ rồi sao? Thành đồ bất tịnh này. Nếu mà qua cổ rồi mà nhả ra kêu người khác ăn, dám người ta dám ăn không? Mà chính mình cũng không dám ăn, đừng có người khác ăn, huống chi là những cái gì. Cho nên cái vật chất á mà mình bị cột. Cho nên ngày xưa các thầy thì kheo, các ngài tu mau chứng quả là gì? Các ngài không có bị cột. Ba nghi một mình bát, đầu đạo trời chân đạo đất, không bị dính mắc gì hết. Ba cái y một mình bát, đi dân du. Cho nên có cái câu là mình bát xin cơm ngàn nhà, thân công chân quân dọn xa mắt xanh, xem người thấy mây trắng hỏi đường qua. Các ngày tâm cái này thông dông, không có bị cột gì hết, không bị mắc. Quý vị ra ngoài trời quý vị thấy mây có bị cột không? Mây đâu ai cột có được không, phải không? Đó, giờ mình tu làm sao giống như mây bay vậy đó. Tâm mình như hư không. Tâm hư không là sao? Bao gồm đó. Bây giờ tâm mình nó giống hư không, là không bị cột, không bị trói, không bị dính mắc gì hết. Tâm nó rỗng ra, không bị cột,
Còn bây giờ chúng ta hằng ngày chúng ta muốn giải thoát ha, tay phải muốn giải thoát, tay trái thì bị cột đó, cho nên rồi cuộc đời tu hoài không tiến ha, vật chất nó cột chúng ta rồi, nhà cửa cột đó rồi. Một cái cột quan trọng nữa là hồi nãy là cái thân ha, là sắc thân mình là cột ha, rồi ăn uống bị cột, quần áo bị cột, nhà cửa bị cột ha, xe cột bị cột. Thứ hai cái cuối này là cũng cột nặng nè, gia quyến, chồng vợ, con cái. Ôi giờ nó cột quá trời luôn, vậy là làm sao giải thoát nổi đây à. Cho nên muốn như vậy là phải sao, phải buông bỏ từ từ à, không để nó cột mình. Quý vị thấy Thái tử Tất Đạt Đa, ngày sinh ra ngày đầy đủ hết ha, vợ đẹp, con quan ngai vàng, phụ vương, đất nước của ngài, mà ngài buông cái gột rồi đi, ngài buông cái nhẹ rồi. Còn bây giờ mình không có cái gì hết, mình buông nổi phải không à. Cho nên cái giải thoát đó ở trong tầm tay của mình, chứ không phải là không có, nhưng mà mình không chịu giải thoát à, mình bị nó cột à, à. Cho nên mình tập làm sao sống giữa cuộc đời này à, mình ít bị cột, giảm bị cột và không bị cột ít bị cột, giảm bị cột và không bị cột. Không bị cột là cái người giải thoát. Còn bây giờ mình biết tu á, thì mình phải giảm bị cột, có nghĩa là mình cũng bị cột nhưng mà mình sao tập gỡ, đừng có dính à. Cho nên ai tu muốn giải thoát hết nè, phải không, ai cũng muốn giải thoát, đâu ai nói tu rồi tu tầm thức sanh hoài đâu, ai cũng muốn giải thoát hết. Nhưng mà chúng ta giải thoát tên gì, tên hình tướng, chứ không phải giải thoát tên gì, tên tâm, tâm niệm của mình, tâm thể của mình, mà mình cũng giải thoát hình tướng rồi mà à. Cho nên hàng ngày chúng ta bị cột, bị trói, mà chúng ta muốn giải thoát thì giải thoát nổi đây. Cho nên một vị thiền sư có nói cái câu chẳng phải phàm mà tìm thần tiên làm gì, có nghĩa là mình không phải phàm, mà không phải phàm đó là thần tiên rồi. Mình hàng ngày mình sao muốn tìm thần tiên, mà ngay phàm tức là gì, tức là thần tiên. Người nào không bị cột thì người đó sẽ thành thần tiên này, có phải không? Quý vị đừng có nói á là thành thần tiên là có mây muốn đi đến mây, hoặc là ngồi trên tòa sen. Quý vị thấy Đức Phật là thực ra các Đức Phật có ngồi trên tòa sen không? Lúc ngày hành đạo ngồi đâu? Ngồi cỏ, ngồi trên tòa cỏ chứ đâu có tòa sen. Tòa sen là tượng trưng ở giữa cái cục bùn này ha, dũng bùn hoa sen nó mọc mà không bị sao, bị hôi tanh bùi bùn đó, không bị hôi tanh đó. Do mới lấy cái bông sen để lên ngày giữa cuộc đời này, ngày sanh giữa cuộc đời này mà không bị cột, bị trói ha, bị danh lợi, bị quyền quý ha, bị sắc nó cột ngày. Cho nên ngày giải thoát ha. Còn bây giờ chúng ta muốn như vậy, chúng ta phải sao à, chúng ta phải áp dụng chứ không phải tu tập. Tu tập á, là mình nhưng mà phải áp dụng. Tu là không có phải lý thuyết suông. Người mà lý thuyết suông này giống như ăn bánh vẽ à, vẽ cái bánh trên giấy á, rồi cái mình nói là bữa nay tôi ăn bánh đít, vẽ cái bánh đít lên. Bữa nay tôi ăn bánh bao, tôi vẽ bánh bao à. Rồi hỏi ăn no không? Miệng ăn nhưng mà bụng vẫn đói, mắt ăn bụng vẫn đói, là do chúng ta không có nhờ áp dụng. Bây giờ muốn áp dụng thì mình phải thực hành áp dụng, nghe rồi mình phải áp dụng,
những cái nào mình dính mắc. Ngày xưa mình chưa biết tu á thì mình dính nhiều, bây giờ mình tu 10 năm á thì còn 80 ha, tu 20 năm á thì còn 40. Càng ngày mình không dính, không bị cột à, cho nên các ngày mà tu càng ngày càng thâm niên á, các ngày không có bị cột, có ngày giải thoát. Còn mình á thì tu 10 năm, sau 10 năm đó là không biết còn cột được bao nhiêu à, nhìn lại của mình vẫn bị cột. Cho nên thân muốn giải thoát mà tâm sao? Tâm bị cột. Thân mình muốn giải thoát, tâm mình bị cột thì sao giải thoát đây? Cho nên mình phải thực tập và mình phải áp dụng à, thấy cái nào à, không có đáng mình không theo, không theo tức là mình không bị cột à, giải thoát trong giữa cái cuộc đời này à. Quý vị thấy à, trong cuộc đời này ai trói quý vị đây? Không ai trói hết, mà tự mình trói nè. Mắt mình thấy sạch dính ha, tai mình nghe tiếng dính bị cột, mũi mình nghe mùi bị cột, rồi thân mình xúc chạm bị cột, rồi ý sao? Ý cũng bị cột. Cho nên sáu căn á nó dính với sáu trần à, nên bị cột à, bị cột. Bây giờ mình tập làm sao à, mắt thấy sạch à, mắt mình thấy sắc như gì à, như mù, có nghĩa là mình thấy nhưng mà không bị cột à, không bị cột à. Tai mình nghe tiếng là tiếng khen và tiếng chê. Thường thường chúng ta khổ sở là hai cái thứ khen và chê à. Ai muốn mình đẹp thì ta khen mình, ta khen mình cái mình sao à, mình bị cột rồi. Rồi ai mà muốn cho mình mà không có vui, không có được an lạc thì ta chê à, ta chê cho nên cái mình sao bị cột, mình sụ mặt xuống bị cột rồi. Cho nên quý vị thấy không? Cũng một đồng thời à, mình ha à, với người đó mà một người trí á thì không bị cột, người mê bị cột. Bởi vậy ở trong nhà thiền có cái câu à, như nhau dọc mũi ngang mày à, như nhau ai cũng à, dọc mũi là mũi dọc, chân mày ngang, nhưng mà sao tâm phàm tâm thánh cách xa ngàn trời. Có nghĩa là tâm mình bị cột và tâm thánh cũng bị cột. Giờ chúng ta muốn tâm thánh thì đừng bị cột. Như nhau dọc mũi ngang mày, tâm phàm tâm thánh ha, khác nhau ngàn trùng à. Bây giờ chúng ta mà muốn à, tâm thánh thì đừng cột, đừng dính, đừng mắc. Như hồi nãy giờ trong giải nói à, đừng dính mắc à, đừng có dính nhiều à. Thì tự nhiên cái là tâm mình gì? Tâm thánh. Còn mình muốn tâm phàm thì mình bị cột à, bị cột nhiều. Cột nhiều chừng nào thì nó nhận mình sao? Nhận nhiều chừng nấy, nhận chìm mình à. Cho nên quý Phật tử nên nhớ là tu không có khó. Nhiều người nói tu khó lắm thầy ơi, rất khó thầy ơi, con bị dính đủ thứ hết thầy, nhưng tu sao được. Nhưng mà tại vì mình cột nó mới khó, phải không? Còn mình không cột thì sao? Thì đâu có khó. Cho nên một cái là chúng ta phải buông bỏ à, dừng dính mắt, thấy tất cả, nghe tất cả, nhưng mà không dính mắt, không bị cột à. Thì ở giữa cuộc đời này quý vị tu khỏe lắm, tu vui lắm ha. Tu không giống như là khổ sở. Tại vì mình tu mà mình có cái nguồn vui trong đạo, mình không có bị phiền não thì tự nhiên mình vui rồi à. Giữa cuộc đời bao nhiêu người bị à, chìm
bị phiền, bị khổ, mình vui, ở trong nhà vui vẻ, không có bị khổ. Cho nên những cái đó nó sao, nó cột mình. Cột mình thì bây giờ ai gỡ ra đây? Phật gỡ cho mình được không? Mà người nào cột người đó phải sao? Tự gỡ. Chính ta là chủ nhân ông, giúp cho ta giải thoát. Mà chính ta cũng là nhận chìm ta xuống ba đường khổ. Vậy là ta là chủ nhân ông. Ta muốn ban ta tánh thì ta sẽ thánh. Phải không? Quý vị có muốn ban mình thánh không? Muốn mình thánh thì mình sẽ thành thánh. Muốn thành thánh thì không có bị cột, không bị trói. Đó. Còn muốn mình phàm thì mình cột, mình trói nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng đấy. Quý vị thấy những người mà bị cột nhiều, mình đáng thương cho họ, rất đáng thương. Sống cuộc đời này, tại sao có những người an lạc, có những người sao khổ sở vậy? Tại vì không biết mở, không biết tháo, rồi càng ngày càng cột chặt vô, rồi chết cái xin thầy ơi, cô ơi, giúp con giải thoát giùm. Giải thoát sao nổi đây? Cột quá rồi thầy, cột dây mà dây nhựa thầy còn cắt được, cái cột dây gai, dây sắt rồi sao thầy tháo nổi đây? Vậy mà chúng ta không có biết, không có biết để chúng ta chìm vào trong cái biển khổ này. Vậy muốn giải thoát thì chúng ta đừng có cột nhiều, thì mình cuộc đời này mình sẽ giải thoát. Cho nên có một vị đi xuất gia vô chùa, ngài Đạo Tính, Sa Di Đạo Tính đó, thì ngài vào chùa, ngài xuất gia, thì sư Đạo Tính vô xin xuất gia tu thời gian, cái gặp tổ Tâm Sáng, thưa hòa thượng, hòa thượng ban cho con pháp môn giải thoát, chỉ có pháp môn giải thoát. Cái sao tổ Tâm Sáng nói ai trói buộc ông? Tại vì ngài thấy cái gì cũng bị cột hết, cho nên ngài xin tổ giải pháp môn giải thoát. Mình bị cột, mình muốn thoát ra thì sao? Phải giải thoát. Thì tổ nói không? Ai cột không? Nghe ngài nhìn lại, không ai cột hết, thì giải thoát làm gì? Quý vị theo bài pháp ngắn vậy mà ngài ngộ đạo, sau này kế thừa tổ. Tại vì mình tu mà mình bị cột, vô chùa cũng bị cột, ở nhà cũng bị cột. Nhiều Phật tử ở trong sở, trong hãm vậy đó, bị cột chức vụ, cột quyền hành, rồi cột vương cao, vương thấp, đủ thứ bị cột hết. Còn muốn giải thoát thì sao? Biết đủ thì thường gì? Thường vui. Người nào biết đủ là thường vui. Vậy người đó muốn giải thoát, có cầu giải thoát không? Tại vì ở trong cõi đời này không có bị cột thì cầu giải thoát không? Làm gì? Không cầu giải thoát. Mà không bị cột thì tất cả giải thoát. Còn bây giờ mình muốn cầu giải thoát mà mình bị cột, bị dính. Cho nên người nào muốn giải thoát thì ít cột, giảm cột, và đừng cột. Đừng cột. Đừng cột thì giải thoát. Còn cột càng nhiều thì sao? Cho nên càng dính mắt, càng chìm đắm. Cho nên quý vị thấy đạo Phật sự thật, nếu mà chúng ta áp dụng mình giải thoát trong cuộc sống này, không có khó khăn gì hết. Tại vì mình muốn cái gì không mình có sẵn rồi, mình có sẵn mà mình không biết sử dụng,
À, mình có sẵn kho báu ở trong nhà rồi, ai cũng sẵn có kho báu trong nhà rồi, không tìm cầu bên ngoài. Tại vì mình cầu giải thoát là tìm ở bên ngoài, mà chính mình đã giải thoát rồi. À, mình đã giải thoát rồi, nhưng mà mình muốn giải thoát cái gì ở bên ngoài? À, mình tu ai cũng muốn giải thoát đó, nhưng mà ai cột mình đây? Mình đừng cột mình là tự nhiên mình giải thoát nè. Rõ, cho nên không có con đường nào bằng tự mình tháo gỡ mình. À, không dính mắc. Cho nên một vị thiền sư, một vị thiền thất, hỏi một vị thiền sư: thưa hòa thượng, chúng có ngồi thiền không? Không. Ha, chúng có tụng kinh không? Không. Ha, chúng có học pháp không? Không. Chị ngài dạy chúng làm gì? À, tháo đinh nhổ chốt mà. Ủa gì thấy không? Hỏi con câu à? À, dạy chúng có tụng kinh không? Ngài nói không. Có tụng ngồi thiền không? Không. Hoặc cái gì cũng không đó. Vậy này chúng làm gì? Tháo đinh nhổ chốt. Có nghĩa là người nào mắc cái nào người này nhổ ra. Nhổ ra. Bây giờ mình bị cái nào á, rồi cái ngày nhổ ra, thì tự nhiên mình giải thoát à. Bây giờ mình bị cộng cái chân, ngày lại tháo cái chân mình ra. À, mình dính mắc cái gì á, ngày chỉ cho mình, tự mình gỡ ra. Đó là gì? Cho nên pháp môn của thiền á, nó khác hơn cái pháp môn khác. Là chỗ nào dính mắc ra rồi, gỡ ra là hết rồi, là giải thoát rồi. À, còn mình đó thì mình không biết, mình dùng cái phương tiện. Bây giờ tâm mình đã động quá rồi thôi, niệm Phật để chi? À, để không bị cột, cái tâm đang sang, phải không? Rồi đó, đến cái thiền tông thì sao? Đem tâm ra đây, đem cái tâm mà bị cột á ra đây. Cái ngày quỳ khả nữa, tiền cũng ra, tiền cũng có. Tôi ra tâm, an tâm cho ông rồi. Cái ngày ngộ à, sao dễ quá vậy? Tại vì cho cái tâm đó là gì? Ra thật, rồi bị cổ. Bây giờ ví dụ cho mình suy nghĩ cái chuyện gì đó, đó. Cái mình bị cổ. Ở ăn xăng nó bị cổ. Bây giờ mình tiêu mà cái ăn xăng đó làm sao? Mình tự nhiên mất tiêu. Rồi có cổ không? Đâu có ai cột. Chỉ cần tìm nhìn nó cái nào. Ví dụ như chúng ta ngồi thiền, chúng ta bị cột vào cái chuyện gì đó, đang ngồi thiền cái nó bị cột. Bây giờ quý vị dùng trí tuệ bát nhã nhìn nó cái, cái người mà thường nó tới qua cái, ví dụ vậy, thì tự nhiên nó tan biến. Còn mình không biết đó, mình biết pháp mà dụng công tu á, cái khởi niệm cái mình sao dẫn nó dẫn đi đã rồi chút cái mình giật mình cái này sao. Hồi nãy giờ dẫn mình đi xa quá, giờ mình bị cột quá, giờ mình buông đó. Cho nên cái pháp môn á là một cái phương tiện, phương tiện để chi? Để trị cái tâm của mình, chứ không có gì hết. Tất cả pháp môn là một cái phương tiện để chi? Để mình đừng có dính, đừng có mắc, đừng bị cột. Cột cái nào tổ Phật tổ tháo gỡ cái đó, chứ có đâu có pháp môn nào mà cố định đâu. Quý vị đó, học biết bao nhiêu năm rồi, có pháp môn nào mà thật đâu. Mình bệnh gì thì Phật tổ dùng cái thuốc trị bệnh, còn hết bệnh thì có dùng thuốc đó không? Bây giờ nhức đầu thì thuốc, uống thuốc tây lên không, phải không? Hết nhức đầu rồi uống nữa không? Uống nữa rồi bệnh nữa. Cho nên pháp môn là một cái phương tiện để nhổ, để không bị cột đó. Cho nên tu biết cái phương tiện là cái mũi đầu,
rồi mình biết rồi mình áp dụng thì tự nhiên cái mình không bị bị cầu, tức là giải thoát trong cái cuộc sống này. Như hồi nãy giờ thông giải trình bày với quý Phật tử thấy á, bây giờ mình bị cầu cái gì nhiều tự nhiên mình gỡ này. Thì trong cuộc sống này quý Phật tử nhẹ nhàng khỏe, tôi không có bị phiền não. Không mà bị phiền não nó dẫn mình thì mình nhân như khỉ ha. Nhân như khỉ ra đó tại vì mình bị phiền não nhưng nó cột rồi cái mình tức quá rồi mình bị phiền não quá rồi mình khổ sở rồi cái mình không có cái nguồn an lạc trong cuộc sống, trong cái đời tu mình cho nên mình khổ. Tu đạo giác ngộ mà mình không có biết cái áp dụng thì mình không có cái nguồn nguồn giải thoát thì tự mình không có đến được cái hương vị của đạo, hương vị của giải thoát. Vậy là Đức Phật và chư vị A La Hán, các vị Bồ Tát, các ngài cũng như chúng ta cũng sanh ra, cũng có cha có mẹ, rồi có gia đình, có thân bằng quyến thuộc, mà sao các ngài giải thoát được, còn mình cũng sanh ra có cha có mẹ, có gia đình và có quyến thuộc, mà tại sao mình lại bị sao bị chìm đắm rồi bị cột, là do chúng ta không biết cách gỡ. Bây giờ biết được rồi thì chúng ta tự chúng ta phải tháo gỡ, tự chúng ta không cột tiếp tục, thì con đường tu chúng ta nhẹ nhàng, thì trên đường giác chúng ta không cầu giác ngộ cũng xong, cũng giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta cột mà chúng ta muốn giác ngộ chắc chuyện không có đâu. Đó cho nên cái bài này thầy nó ngắn gọn cho Phật tử biết, muốn giải thoát thì đừng cột, đừng có dính mắc nhiều, hãy buông xả cái sạch quẩn này, đừng có đóng chìm nó, đừng có đóng diễn nó, thì tự nhiên cái mình tu nhẹ nhàng. Quý vị thấy các vị Bồ Tát các ngài vào trong cái cõi đời vũ trụ này, các ngài ung dung tự tại cũng như mọi người, nhưng mà các ngài sao các ngài không bị cầu, nên đến đi tự tại. Còn mình đến á thì vui mà mình ra đi thì khổ quá, phải không? Mình đến á thì vui nhưng mà ra đi thì khổ. Còn các ngài đến đi tự tại, không có bị ràng buộc, không bị cột, thì các ngài như mình như các ngài, chỉ có cái đổi cái gì? Đổi cái nhìn. Đổi cái nhìn thôi. Ngày xưa mình bị cột, bây giờ mình biết cái manh mối nào cột mình. Mình đổi thôi. Khỏe quá, nhẹ nhàng quá, phải không? Đó là trong giải chia một bài ngắn ngủi cho Phật tử để Phật tử biết mình tự mình gỡ, tự mình giải thoát, không ai giúp cho mình giải thoát hết, cả Đức Phật nữa. Đức Phật là Phật gì? Nhắc nhở một vị hương y, nhắc nhở cho chúng ta uống thuốc, tự nhiên chúng ta hết bệnh. Đó là chia sẻ với Phật tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn sau đây quý Phật tử muốn hỏi trong cái bài nói chuyện hôm nay, hay là có những thắc mắc nào quý Phật tử muốn hỏi thì theo cái hiểu của quý thầy sẽ giải đáp cho quý Phật tử hiểu thêm cùng học hỏi. Bạch thầy, con xin có câu hỏi. Theo về tịnh độ thì khi mình niệm Phật thì tất cả mọi người cũng hướng về là vãng sanh tịnh độ, về Phật A Di Đà.
Con xin hỏi sâu hơn một chút về bên thiền tông của Ôn Trúc Lâm. Buông thân xả niệm thẳng vô sanh, con có học nhưng mà con chưa có rõ về cái đó. Con xin thầy hoan hỷ trả lời cho con. À, bên tịnh độ thì niệm Phật thì sau khi mình mất á thì mình sanh vào cõi tịnh độ phải không? À, còn bên thiền á thì tu chết sanh về đâu, hay là buông niệm xả niệm thẳng vô sanh, phải không? Dạ. À, cái câu đó thì thường thường thầy cố trụ trì hay nói hay đọc á, buông niệm thẳng vô sanh. Tại vì chúng ta bị những cái vọng niệm nó làm chủ mình, quý vị thấy không? Những cái niệm yêu nè, niệm ghét nè, niệm phải nè, niệm mấy nè. Cho nên là mình buông cái niệm á thì nói gì? Nó là vô sanh rồi. Tại mình buông cái niệm mình không theo nữa, tức là vô sanh. Quý vị thấy những cái bậc A-la-hán không sanh. À, các ngài không còn sanh, tức là không còn niệm yêu, niệm ghét, niệm phải, niệm quý, niệm hơn, niệm thua. Trong nhà thiền gọi là đối cảnh thông tâm á. Từ sáng tới chiều mình có tâm, mà mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe. Mình thấy tất cả mọi người mà không có tâm. Tâm nào? Tâm yêu, tâm ghét. Cái người đó tôi gặp cái là tôi thấy tôi mới nè, là thương. Cái người đó tôi gặp muốn kêu cái xác bắt là gì? Tâm ghét đó. Chừng nào mình không có những cái tâm đó thì mình sẽ sẵn vô sanh rồi. Rồi mình niệm Phật cũng vậy. Niệm Phật đến cái chỗ mà vô niệm, không còn niệm nào, thì mình thấy Phật A-di-di-đà. Phật Di-đà ở đâu? Ở tâm mình. Vô có Phật Di-đà ở bên ngoài. Phật A-di-đà bên ngoài là một cái cõi giống như là Đức Phật Thích Ca giới thiệu với bà Di Đề Hy, có một cõi Phật A Di Đà ở cách đi mười phương thế giới. Mười phương ở đâu? Tức là mười cái nghiệp chướng của mình ở bên trong của mình, không có đâu hết. Khi nào mình không có những cái tâm ở trong cái triền phiền não thập sử đó, thì Phật A Di Đà hiện. Mà Phật Di Đà tượng trưng vô lượng thọ và vô lượng quang, phải không? Quý vị đã học rồi. Vô lượng thọ là cái tuổi thọ dài, không có chết. Vô lượng thọ, vô lượng quang là trí tuệ. Thì Đức Phật đó ở đâu? Ngay trong nội tâm của mình. Thiền tâm thì nhìn lại cái tâm giác của mình, tâm sẵn có của mình, ai cũng có cái tâm giác như mình. Nhiều khi mình bị trần cảnh đó, nó kéo mình, nó cuốn hút mình quên cái bản tâm của mình, quên cái bản tâm của mình đi. Hàng ngày mình bị gọi là trần cấu á, nó dây bụi lên, lúc nào cũng che hút cái tâm giác của mình, lúc nào cái tâm nó cũng có. Nhưng mà mình bị trần cảnh làm chủ. Bây giờ mình tu là mình khôi phục lại cái tự chủ của mình, như hồi nãy giờ trong giải nói là khôi phục lại cái quyền giải thoát của mình. Đừng có để cái gì cột của mình, cái gì cột của mình là tự nhiên là mình giải thoát. Mình khôi phục lại cái trí tuệ của mình. Cho nên không niệm thẳng đó vô sanh. Tại vì còn niệm là đâu có vô sanh đâu. Cho nên thẳng đó không có niệm, tức là thẳng cái vô sanh. Thì bên tịnh độ nguyện sanh về cõi đó, rồi tu tiếp. Bây giờ thiền á, thì khi mà mình nhập được cái chân tâm Phật tánh của mình á, ví dụ như Phật thì sống trong cái toàn giác, lúc nào cũng
giác hết. Còn Bồ Tát thì sao? Phần giác. À, Bồ Tát là phần giác. Cho nên ăn thua cái người dụng công, à, người dụng công mà sống được à, toàn phần á thành Phật, còn sống được 80% thì hình Bồ Tát. À, tùy theo cái à, cái giác. À, cho nên câu hỏi là thẳng đó à, vô sanh, tại vì làm sao mình đừng có để cái vọng tâm á, nó khởi hoài thì tâm mình nó vô sanh, còn tâm mình mà khởi hoài thì không vô sanh, nó là vọng sanh chứ không phải là vô sanh. À, cho nên niệm Phật hay là tu thiền cốt và trở về Đức Phật A Di Đà nội tâm của mình, rồi bên tịnh độ, rồi bên tu thiền là trở về với cái nguồn à, nguồn tâm của mình, rồi là bản bản tâm sẵn có của mình. À, thì ai cũng có hết. À, người nào à, muốn quay về sớm thì giác ngộ sớm, còn muốn làm cùng tử à, thì đi ăn than hoài. À, vậy thôi, thế đó là thầy giải thích cho cô à, cái câu đó. Nam mô thầy. Quý vị nào có câu hỏi cho thầy? Anh chị Đạo Phật, dạ, cho con xin hỏi. Yeah. Nhỏ lớn là thật sự mấy chục năm, từ năm 78 là lần đầu tiên con được đi gặp bác con trai, mà nó cũng quá nhỏ, thành ra không có biết. Chỉ biết là tới chùa lại Phật rồi nghe thầy nói, nhưng mà không có register, thành tức là cũng không có hiểu là mình bỏ cái gì hết. Xong rồi qua đây để nghe được. Tuần trước thì Linh con đi một cái chùa kêu là Nhật Thất, cái con cũng đi. Hóa ra ngày đó là ngày họ bắt con trai của cái chùa đó. Nhưng mà chùa là chùa tịnh độ, cũng bị tập. Thành ra mình chỉ ngồi tụng kinh hết suốt một ngày vậy thôi, không có đọc giới như ngày hôm nay. Thì hôm nay con lại tới đây cũng họ bắt con trai. Con nghe thì con gọi viên, con gọi con họ thân chạy tới. Câu hỏi của con là nếu như vậy con đi tỏ bác con trai chứ chùa nào thấy con nghe cái con chạy tới như vậy, con có tội không? Hay là tỏ bác con trai nhiều quá như vậy có cái gì giới hạn không? Hay là để mình có cái cơ duyên mình đi mình tỏ bác là tốt? Tốt, yeah, tại vì mình đi tu tập một ngày à, giống như mình tập cái hạnh viễn ly, rồi cái tập xuất gia á, tại vì bác quan trai giới là dành trọn ngày một ngày cho mình tu tập để mình tập cái hạnh à, xuất gia. Ví dụ như quý thầy thì à, giữ bường giới 250 giới, còn Phật tử thì à, tập xuất gia một ngày trên con đường à, giác ngộ đó, cho nên cái đó là điều tốt. À, xuất gia một ngày bằng tại gia một năm, có nghĩa là mình xuất gia một ngày để mình tu để mình học cái hạnh giải thoát à, bằng ở tại gia à, như hồi nãy với thầy truyền đấy à, vì gia duyên gàng một không thể xuất gia được đó, cho nên bị gia duyên, gia là nhà, duyên duyên nhà, duyên gia đình, duyên này duyên nọ đó bị cột. Bây giờ mình à, tập là buông bỏ à, để mình tập cái hạnh à, xuất gia à, một ngày à, trong 8 giới à, quý Phật tử giữ 5 giới rồi, bây giờ còn 3 giới gia, 3 giới sau cùng nữa rồi mình tập à, một ngày nào đó mình đủ duyên cái công đức của mình thì tự nhiên cái mình sao à, xuất gia. Như thầy đây đâu phải là thầy ngồi đây là muốn xuất gia dễ đâu, thầy phải tập à, phải học cái hạnh xuất gia, phải ôm cái nguyện nữa, rồi mình phải à, mong muốn nữa à, chứ không phải là mình nguyện suông à, cho nên tập mà một ngày một đêm à, để mà tập cái hạnh à, xuất gia thì cô cứ tập à, rồi cái này nếu mà mình ở nhà mình cũng tự tập được vậy à, ví dụ như Phật tử ngày nào mà mình thấy ngày mình rảnh à, mình không có bị à, bận biểu thì mình đến trước bàn Phật à, mình cũng à, thắp nhang ha, rồi mình phát nguyện là hôm nay à, con xin
phát nguyện thọ bát quan trai tại nhà. Rồi quý vị lấy cái quyển kinh ra, quý vị đọc tám giới, mình coi cái tám giới xong cái là mình đừng vi phạm theo hoài cái tám giới đó thôi. Đó thì hồi hướng rồi, rồi mình giữ trong 24 giờ ha, không ăn phi thời ha, không nằm giường cao, không tự cao búa hát sướng, cố đi xem nghe đó. Đó thì tự nhiên cái mình thành tựu, rồi mình hồi hướng, hồi hướng. Mà một ngày tu bát quan trai gặp phước rất là nhiều, rất là nhiều. À, cho nên tập à, không phải mà tới tháng tới đến chùa mình có điều kiện ở nhà tự mình tập cũng được, tự mình phát nguyện đến Đức Tam Bảo. À, những ngày nào mà quý Phật tử có nghỉ hạn sưởng á, hay là có thì giờ cứ tập để gieo gì, gieo cái chủng tử bát nhã. À, một ngày nào đó mình đi tu cái mình có cái năng lượng phước báo á, rồi mình học Phật pháp mình phải nghiên cứu thêm, mình học hỏi thêm, tại kinh điển rất là nhiều, mình học để mình hiểu rồi mình áp dụng, giống như là trong có là văn tư tu, văn là nghe, tư là suy nghĩ rồi mình mới tu, chứ không có mình văn không mà mình không tu không tư á thì mình không tu. Bây giờ Phật nói là vô thường, thấy không, là quan. Rồi mình suy tư, nói Phật nói vô thường, mình suy ngẫm coi cuộc đời này cái gì nó vô thường, từ con người cũng vô thường, sanh già bệnh chết, thấy không, là vô thường. Rồi cái sự vật bên ngoài, sanh trụ dị diệt, ha, rồi thành trụ hoại không và trái đất, ha, cái gì nó thành nó trụ nó hoại không, vậy mình quán nghĩa cái mình thấy là Phật đó sao, quả đúng là quan tư, rồi mình suy nghĩ hồi nãy giờ mình suy nghĩ là những lời Phật dạy, rồi cái mình áp dụng tu, tu có nghĩa là mình không có bị những cái tầm thường nó còn có trói mình, thì tự nhiên mình giải thoát rồi. Như hồi nãy không giải nói, tự nhiên mình giải thoát rồi, phải không? Như mình giờ mình tu mà mình thấy cái nhà này thật, mình thấy nhà thật rồi cái mình thấy thân này thật, thấy thân này thật rồi xong rồi thấy cái vũ trụ này cũng thật, rồi mình thật thì cái gì cũng thật hết rồi. Chỉ cần đổi một cái nhìn, một cái nhìn thôi, thì tự nhiên cái mình tu mình thấy mình nhẹ, nội cái quán cái vô thường không rồi mình thấy mình nhẹ mấy chục phần trăm rồi. Ngày xưa giờ người ta chửi mình, mình giận 3 ngày, nhiều khi giận 1 tuần, bây giờ người ta chửi mình, mình không giận, mình biết đó là tiếng chửi là vô thường, từ tay phải qua tay trái, rồi cũng mất tiêu, thấy không? Tự nhiên cái mình giải thoát rồi. Còn ngày xưa mình ôm mấy ngày, mình cột, bị cột, cho nên giờ mình giấu giải thoát đâu, giống như là Đức Phật đi trước, Bà La Môn đi sau chửi, ngài vẫn nghe, nhưng mà ngài đâu có nói lại đó. Tới cái ngã tư, ngã ba gì đó, ngài trải cái tòa cụ xuống, ngài nói người hơn là thiên quán, kẻ thua ngủ nguyên, hơn thua hai điều xả, hai bên được an ổn ngủ, khỏe quá, thấy không? Ngài đâu có bị cột, còn mình ta chửi cái đồng quay đầu làm chửi lại bị cột rồi, phải không? Giải thoát ngay đó. Thì chúc cô cứ chỗ nào có đạo tràng cô có đến tu tập, nhưng mà mình tu tập mình phải lấy văn tư tu, mình làm cái nền tảng cái gốc, với nhiều khi mình văn mình nghe rồi mình cũng suy tư, nhiều khi có những nơi giảng đúng chánh pháp, nhà có những nơi giảng không có đúng chánh pháp, đúng chánh pháp mình nghe mình tu theo, còn không đúng chánh pháp mình nghe rồi mình theo cái mình sao mình đi học, đi học. Cho nên cái gì á mà dạy mình biết giới định tuệ hay là văn tư tu là đó là của Phật, còn ngoài cái đó mà giảng mà không có văn, không có tư, không có tu, không có giới định tuệ đó. Ví dụ như quý vị Phật tử giữ tám giới, giới là gì? Giới là cái hàng rào
để cho mình không có gớt xuống. Bây giờ thầy nói ví dụ cái bàn này nó có một dòng hàng rào thì quý vị đùa giỡn trong đây quý vị mới gớt xuống ha. À, còn ví dụ như cái bàn này không có hàng rào, mình chạy giỡn cái hàng quả mình gớt dưới, thì giới cũng giống như vậy. Giới là cái hàng rào để ngăn ngừa những cái tội lỗi của mình. Mà tội lỗi từ đâu? Từ tham sân si nó ra. À, cho nên giới à, là đắc bằng à, giới như ngọc kiệt kim cương, giới như à, nhà tối được ánh sáng à, giới như cái phao nổi à, để mà cứu à, cứu vớt mọi người à, người nào giữ giới càng nhiều thì sao, càng được thiện thần ủng hộ. Mà người có giới thì có đức. Quý vị thấy những vị công tốt đó, thì các ngài giới thể thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên mình thích gần gũi. Còn cái người không có giới, quý vị dám ở gần không? Thì giống như cái anh mà à, không có biết tu hành à, người ta nói ngoài đời là dân là chém người, giết người á, quý vị đó, có dám gần không? Tại nó đâu có giới đâu. À, mình đâu có gần. Còn cái người có giới đức rồi tự nhiên mình cảm mến à, mình thích gần gũi, gọi là giới đức à, người có giới thì tự nhiên có đức à, cho nên thọ giới là một cái giúp cho mình không có gớt vào ba đường dữ địa ngục và quỷ xuất sanh à, người có giới là sanh à, tối thiểu là cũng sanh vào cái cõi chư thiên à, cõi chư thiên à, còn người không có giới rồi thì tạo ác sẽ gớt xuống ba đường đường dữ, mà gớt xuống ba đường dữ rồi không biết khi nào trở lại được làm người. Cho nên được cái thân người này được giữ năm giới là cái phước báo à, phước báo nhiều. Bao nhiêu người ngồi ở đây à, còn bao nhiêu người á, đang bị chìm bị đóng. Tại sao? À, tại vì những người biết học Phật pháp mới ngồi đây nghe pháp, còn những người không biết Phật pháp bây giờ này hay sao, họ đi chỗ này chỗ kia, đi chơi, đi nhà hàng, đi vũ trường, đi chỗ khác mà có giải trí. Còn bây giờ quý Phật tử ngồi đây là do có chủng nghiêm được Phật pháp, được nghe Phật pháp rồi mới xong mới ngồi đây mới nghe được. Mà nghe được Phật pháp không phải dễ đâu, khó nghe lắm. Chỉ có những người ham tu có chủng nghiêm rồi mới được nghe những lời vàng, những lời gì, lời ngọc. Tại vì kinh điển của Phật lời vàng lời ngọc. Cho nên là nãy quý vị tụng mà pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn á, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Pháp của Phật á, không gì bằng. Tiền bạc danh vọng địa vị ha, bất cứ gì thế gian này nó có rồi sao, nhắm mắt thì nó sao, chưa nhắm mắt nó cũng bay nữa, phải không, nó cũng tan nữa à. Còn pháp của Phật sâu mà màu à, sâu rộng mà màu nhiệm, giúp cho chúng ta à, không có khó khăn. Mà trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, không phải dễ gặp đâu, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Quý Phật tử thì dễ gặp rồi, có duyên cái tam bảo là dễ gặp. Bây giờ quý vị ra gặp ông Quý Đen, cái ông nào mà không có biết cái tu tập, quý vị nói Phật pháp có nghe không? Không nghe đâu, nói gần quảng còn đục mình nữa, phải không? Cho nên Phật pháp rất là nhiều màu à, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp lắm. Không phải có cái duyên không gặp à. Có những người gặp Phật Phật độ, có những người không có duyên Phật Phật độ cũng được, tại có duyên mới được à. Cho nên à, pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Trăm ngàn muôn kiếp à, khó được gặp. Ví dụ như sanh vào con này con kia sao biết được Phật pháp. Ví dụ như quý vị thấy những con chó con mèo sao mà giống như hai con mèo ở đây này, sao biết được Phật pháp, phải không? Tối ngày cái gì với chuột có bắt nó ăn nó tạo nghiệp không à, phải không? Làm sao gặp Phật pháp đấy. Còn mình được cái thân người, mình được nghe những lời vàng lời ngọc của Đức Phật từ ngày chứng ngộ, ngày chỉ ra chúng ta lời vàng lời ngọc. Còn vàng ngọc ở ngoài thế gian á,
có nhiều chừng nào thì giật nhiều chừng ấy. Quý vị công nhận không? Đó. Quý vị mà để viên kim cương lộn xộn chút rồi mà là có người ta mất ha. Còn cái hồi vàng ngọc mình học được rồi quý lắm, nó không có mất. Dù mình có đi chỗ nào, xứ nào, sang chỗ nào, tự nhiên cũng sực nhớ à. À, người mà có duyên Phật pháp rồi đi đâu cũng gặp Phật pháp đó. Đó là thầy chia sẻ với Phật tử. Thôi bây giờ hết giờ rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chỉ trong khoảng nửa giờ đồng hồ mà thầy Thế Thông Giải đã ban những lời pháp nhủ về sự buông bỏ cũng như những sắc quẩn thực tập trong và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Phật tử hình như tỉnh thức của chúng con thật sự cảm nhận được là rất có duyên lành để được quý thầy tăng đoàn Đại Đăng xuống đây dạy dỗ và ban pháp cho chúng con. Truyền giới bác quan trai, chúng con thành kính tri ân quý thầy và chúng con xin nguyện cố gắng thực tập bắt đầu buông bỏ từ tối hôm nay, và không những chỉ một ngày một đêm, và trong cuộc sống hàng ngày chúng con sẽ tự tập tháo gỡ những cột nối trong cuộc sống, và sẽ cố gắng cũng không những cố gắng mà thực tập trong cuộc sống hàng ngày của chúng con để có được sự buông thả, và cũng như thực tập được sự buông bỏ như thầy đã dạy. Chúng con xin cố gắng và cũng như xin thực tập tu tập tinh chuyên để tri ân quý thầy. Dù bận biểu ở trung xứ nhưng quý thầy đã dành thời gian về tỉnh thất để dạy dỗ cho chúng con. Chúng con thành kính tri ân và chúng con thành kính đảnh lễ tam bái để tri ân quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử sắp tay hồi hướng được rồi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Kính bạch thầy, con xin phép được thông báo chương trình tu tập ngày mai. Quý vị hãy ngồi xuống đây. Ngày mai chủ nhật ngày 12/3/2023 vào lúc 5:30 sáng thì chúng ta sẽ ngồi thiền từ 5:30 cho đến 6:30, và 6:30 đến 7:30 là chúng ta đi kinh hành tập thể dục, 7:30 sẽ là dùng sáng. 9:45 thì sẽ tụng kinh, 9:45 ngồi thiền, 10:30 sẽ có pháp thoại, 11:45 là thọ trai, 1:00 chỉ tịnh, 2:00 lạy sám hối, 2:45 ngồi thiền, và 3:45 sẽ có tham vấn Phật pháp, và 5:00 chúng ta sẽ hoàn mãn.
đó là chương trình ngày mai. Thưa quý vị, nếu vì thượng tọa có công việc vào ngày mai, cho nên tối nay thượng tọa sẽ về trở lại trú xứ Thiền viện Trúc Lâm Đại Năng, và ngày mai chúng ta sẽ cùng đón đại đức trụ trì thầy của Thiền viện Trúc Lâm Đại Năng, thầy Thích Thượng Huy sẽ có mặt vào sáng ngày mai để tiếp tục hướng dẫn chúng ta cho trọn cái buổi một ngày ba tuần tra. Chảnh á, thầy phải về, không thì thầy ở lại với Phật tử, nhưng mà ngày mai cái lễ tới lễ cũng hơi quan trọng chút á, cho nên thầy phải về thì không trợ Chảnh, cho nên là thầy không ở lại, nhưng ngày mai sáng mai thầy Thanh Quy sẽ xuống sớm đây, thầy sẽ tiếp tục cái ngày tu tập với Phật tử. Bây giờ sẵn đây có hai thầy đây nè, thì sáng thầy Thanh Quy xuống, bây giờ sau này thì giờ chỉ định Phật tử nghỉ ngơi. Mà sáng tới là 5 giờ rưỡi cái ngồi thiền thì ông Quy sẽ có mặt 5 giờ. Dạ, vô Phật. Và giờ đây xin kính mời quý Phật tử chúng ta cùng đứng lên để cùng tiễn thầy trở về với chú sư.